Drop it. Xin chào các bạn đến kênh YouTube Tôi Yêu Japan. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ và làm chủ đề về tại sao người Nhật họ lại sống lâu và tuổi thọ của họ già nhất trên thế giới. Thì hôm nay mình sẽ làm video chia sẻ cuộc sống và cách sinh hoạt một cách khoa học của người Nhật như thế nào. Thì trước hết tiên ấy, mình sẽ so sánh một cái điều về kinh tế của người Việt so với người Việt Nam. Thì trước tiên ấy, kinh tế của người Nhật là họ đang là kinh tế phát triển, thì là kinh tế thu nhập bình quân của họ ấy cao so với đầu người Việt Nam mình. Việt Nam mình là đang phát triển, là cái đấy là cái yếu tố cũng quan trọng đối với tuổi thọ họ cao hơn. Trước hết là vì sao, bây giờ mình sẽ phân tích nhỏ để cho mọi người biết là tại sao là nó cũng dẫn đến tuổi thọ họ cao hơn. Trước hết về kinh tế của họ là thu nhập cao so với GDP đầu người, thì là cái cao thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc tiêu thụ hàng hóa và ảnh hưởng đến ấy là sao, vì ấy là cái tiêu thụ hàng hóa họ sẽ đảm bảo với lợi nhuận của khách hàng là một này, nhu cầu khách hàng là hai này, và thực phẩm sạch là ba này đó. Thì ở Việt mình Nam mình ấy là đất nước đang phát triển, thì là nhiều công ty và nhiều cá nhân vì lợi nhuận riêng của mình là ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm. Cái an toàn thực phẩm sẽ ăn vào mình ấy là sẽ bị dẫn đến bệnh nhiều, là ung thư là một này, tiểu đường là hai này, và gây ra biến chứng nhiều các bệnh khác. Vì sao, các cụ ngày xưa ở Việt Nam mình ấy có được có cái bệnh ung thư đâu, đó là mình làm sao phun thuốc trừ sâu không có này, thuốc kích thích tăng trưởng không có này. Ở bên Nhật ấy thì họ có phun, nhưng mà làm sao họ phun với đảm bảo lượng thời gian khi cái thuốc kích thích đấy hay là thuốc tăng trưởng đấy nó đã không còn ở trên rau thì họ mới sản xuất đi ra thị trường. Và cái thứ hai ấy, thức ăn ấy họ được kiểm định và xuất theo lô hàng hóa, đấy là một cái phần yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ. Cái thứ hai ấy là người Nhật họ ấy già hơn, sống lâu hơn Việt Nam mình, là cái yếu tố là họ ấy hoạt động thể thao này, ăn uống chế độ đầy đủ này. Cái này là mình sẽ nhấn sâu vào này. Vì sao, người Nhật là hàng tuần thứ bảy và chủ nhật người già họ ấy đi leo núi rất nhiều đó. Nếu là bạn nào ở bên Nhật lâu, sống lâu sẽ biết là họ ấy thành lập từng hội leo núi. Thì leo núi thì là lao động, người ta đi làm việc của công chức nhà nước, làm việc văn phòng thì họ sẽ đi leo núi, để leo núi là để hoạt động thể dục thể thao. Thì Bác Hồ mình ngày xưa có nói rồi là toàn dân toàn quân đất nước Việt Nam ta ấy là ngày kháng chiến chống Pháp và chống đế quốc Mỹ, thì là rèn luyện thể thao thì có sức khỏe đấy, thì là mình mới giải phóng được đất nước Việt Nam mình. Như thế là cái thể thao cũng đã ảnh hưởng đi rất nhiều nhá. Ở Việt Nam mình ấy là cũng hoạt động thể dục thể thao cũng nhiều. Cái thứ hai ấy là môi trường, nó cũng yếu tố nhiều. Vì ở Việt Nam mình ấy, các bạn trẻ và những người hiểu bây giờ gọi là thế hệ 2K rồi, là các bạn tập trung ở hết thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và những thành phố lớn, thì là ở trong những thành phố lớn thì là đang phát triển, thì môi trường của mình sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều vì gọi là ô nhiễm môi trường. Nhưng mà ở đất nước họ phát triển rồi thì là nó không còn, nhưng mà nó là tỷ lệ nó hạn chế, nên là cái đấy là cũng dẫn đến bệnh ô nhiễm môi trường là bệnh phổi. Bệnh phổi là cũng ảnh hưởng rất nhiều. Cái thứ hai ấy là cuộc sống khoa học nữa, là cái cách phân chia chế độ ăn ngủ nghỉ thì ảnh hưởng nhiều đến tuổi thọ nữa. Và cái này ấy mình sẽ nhấn mạnh nhiều, mình sẽ so sánh cho các bạn biết thế nào là cách chế độ ăn uống khoa học ngủ nghỉ. Trước hết các bạn là thức khuya là sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Các bạn cứ thức một đêm xem sáng hôm sau các bạn, người các bạn như nào, không khác gì như thằng nghiện đó. Là làm sao mình, người ta bảo ngủ 12 tiếng ngày không bằng 6-7 tiếng đêm, nên là các bạn cố gắng là không làm đêm, không làm việc đêm mà không có cái gì gọi là quan trọng ấy, thì các bạn sẽ ngủ nghỉ sớm trước 11 giờ hoặc là 10 giờ thì là đẹp nhất. Ở bên Nhật họ cũng thế thôi, họ nghỉ ngơi sớm lắm. Các người trung niên ấy họ phân chia giờ giấc rất tốt, là
nghỉ ngơi sớm và dậy sớm và thể dục thể thao. Ở bên đấy thể dục thể thao ấy thì người ta không có giờ giấc, nói thẳng ra như thế, nửa đêm người ta cũng đi bộ và giữa trưa người ta cũng đi bộ, sáng người ta cũng đi bộ, vì người ta rảnh mà người ta thể dục thể thao lúc đó. Tập gym đấy, tập gym lúc là quán gym của nó là 24 giờ, thì mình ở bên đấy mình đã gửi xe ô tô ở bãi tập gym không mất tiền, là mình thấy mình đi làm về 11 giờ đêm về cũng thấy họ tập, nên là cái thời gian quán gym đấy là quán gym ấy là nó là 24 giờ, họ tập là rảnh lúc nào họ tập cũng đấy. Cái thứ ba ấy là cái chế độ bia rượu. Bia rượu họ rất hạn chế, kể cả khi gặp đối tác hay là liên hoan ấy, ai uống được bia thì người ta uống bia, ai uống được rượu thì người ta uống rượu, ai uống nước ngọt thì uống nước ngọt. Người ta không ép, người ta không cả lể, người ta không chúc tụng nhau là à mày phải lể tao như thế này mày mới uống bằng này. Nên là ấy, cái tuổi, cái ảnh hưởng rượu cũng là rất ảnh hưởng rất nhiều. Vì Việt Nam mình ấy là bây giờ cái men tự nhiên nó không còn nữa, là cái men bây giờ là men tàu, và không những men tàu nó là cái tốt ấy, còn cái hai là người ta lấy nước người ta đổ trực tiếp thuốc trừ sâu hóa chất vào đấy, rượu là nên các bạn uống sẽ ảnh hưởng đến nội tạng rất nhiều, làm sao là chết sớm là ở cái vấn đề nội tạng là thế. Cái tiếp theo ấy là làm sao ở bên Nhật là một đất nước phát triển, Việt Nam mình là đất nước chưa phát triển, họ sẽ đến cái tuổi của họ ấy, họ sẽ dùng thực phẩm chức năng như mình ấy. Bây giờ mình cũng đang sử dụng thực phẩm chức năng như là gọi là tảo biển, tảo tổng hợp. Đấy là như mình làm bên đấy, mình có điều kiện thì mình cũng sử dụng rất nhiều. Vì ấy, không cái gì bằng có điều kiện, nên là cái này cũng rẻ hơn. Cái này của mình ở Tuy Nhiên Tiền Việt là 520.000, thì so với giờ làm của mình là một cái này mình phải uống khoảng tầm 3 tháng, khoảng tầm một bằng 2 giờ làm của mình thôi. Với hai ấy là tảo hỗn hợp rất nhiều, và thuốc xương khớp. Thuốc xương khớp này mình cũng mua về cho người trên 60 tuổi và người trên 60 tuổi. Và collagen họ sử dụng rất nhiều, vì sao họ ấy họ phát triển, họ ấy sống lâu là thế. Trước hết là nhiều yếu tố, nhưng mà cái yếu tố mình muốn chia sẻ cho các bạn ấy là cái yếu tố là phân chia giờ giấc, nghỉ ngơi và hạn chế bia rượu và thuốc lá. Đó thì là mình về 2 tháng thì mình ngày mai là mình sang bên Nhật, thì về các anh các chị ông bà cũng hỏi là cô ơi tại sao người Nhật họ lại sống thọ ở trên thế giới đó. Thì mình đã sống và làm việc ở bên đấy 9 năm thì mình cũng tìm hiểu, mình cũng hỏi và mình nghiên cứu tại sao là họ sống lâu thế, thì mình đã thấy cuộc sống và cái nếp sinh hoạt của người Nhật như thế nào, mình chia sẻ cho các bạn biết để các bạn với các ông các bà ấy thì theo thói quen của họ ấy, cái gì mình nên học của đất nước bạn thì mình nên học, còn cái gì không nên học thì mình không nên học. Người Nhật cũng không phải là tuyệt đối hoàn toàn là 100% là ok đâu. Cái về sống gia đình, về họ hàng thì họ không bằng Việt Nam mình được, vì Việt Nam mình ấy sống bằng tình cảm là nhiều. Có anh em ruột ở Nhật họ ấy một năm họ chỉ đến nhà nhau một lần thôi, nhưng mà anh em ruột ở Việt Nam mình hay là họ hàng mình hay là bạn bè mình ấy là sống ở Việt Nam rất tình cảm. Nhưng mà cái tình cảm là một cái vấn đề, nhưng mà cái cách mình sống làm sao cho nó gọi là lành mạnh và phân phối giờ giấc ăn nghỉ ngơi thì là mình sẽ kéo dài tuổi thọ lên rất nhiều, và cái đảm bảo ấy sức khỏe của mình nữa. Thứ hai, cái tư duy của người Nhật là phòng bệnh hơn chữa bệnh, nên là họ ấy sử dụng chức năng rất nhiều. Còn Việt Nam mình ấy đến lúc đổ bệnh ra thì mình mới đi khám, thì lúc đấy là gọi là vô phương cứu chữa, lúc đấy là bao nhiêu tiền đổ từng xuống tầm tiền tỷ hoặc tiền mấy tỷ cũng không thể nào khỏi được, vì lúc đấy là giai đoạn cuối rồi. Giai đoạn cuối rồi thì chỉ có là duy trì được và chờ chết. Nên là hôm nay mình cũng chuẩn bị qua bên Nhật làm việc, thì mình cũng chia sẻ cho các bạn biết cuộc sống của bên Nhật và cách thức của họ sống sao cho nó hợp lý nhất. Những cái video mình làm ấy thì mình chia sẻ lên, mình chia sẻ thực tế, nhưng có nhiều cái đúng, có nhiều không đúng thì các bạn có thể góp ý kiến cho mình. Thì cuối video thì mình xin dừng và tạm biệt các bạn ở video tiếp theo. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Tạm biệt, bye bye.